Nhận định, soi kèo Việt Nam với Indonesia, 23 giờ 45 phút ngày 7 tháng 6, cập nhật thông tin trước trận đấu, tỷ lệ kèo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Việt Nam đang đứng đầu bảng G giai đoạn 2 của vòng loại WCC 2022 khu vực châu Á. Cụ thể, đội bóng áo đỏ đang có trong tay 11 điểm sau 3 thắng lợi và hòa 2 ở 5 lượt trận đã qua. Tuy nhiên, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn cần thận trọng tối đa bởi họ cũng chỉ hơn 3 đội xếp sau là Malaysia, Thái Lan và đội chủ nhà UAE khoảng cách 2 điểm. Trong bối cảnh bảng G vẫn còn 3 lượt trận nữa mới kết thúc, Việt Nam hoàn toàn có thể đánh mất ngôi đầu vào tay đối thủ. Ở lượt trận đầu tiên trên đất UAE, những ngôi sao vàng sẽ có trận đụng độ với đối thủ quen thuộc, Indonesia. Theo đánh giá, Việt Nam tự tin sẽ giành chọn 3 điểm khi sở hữu đội hình tốt nhất với những trụ cột như Quang Hải, Công Phượng, Văn Toàn đều đang có được trạng thái sung mãn nhất. Trái ngược với đối thủ, Indonesia bước vào trận đấu này với tâm lý buông xuôi khi để thua 5 lượt trận đầu tiên tại vòng bảng. Mới nhất, đội bóng xứ Vạn Đảo vừa cầm hòa Thái Lan sau trận cầu có tới 4 bàn thắng được ghi. Tuy nhiên, theo đánh giá của giới chuyên môn, trận hòa 2-2 trước Thái Lan mang nhiều yếu tố may mắn khi người Thái đã có phần chủ quan trước đội bóng lót đường tại bảng G. Không chỉ phong độ thua kém, Indonesia còn khiến người hâm mộ bất an khi thua tới 3 trên 4 trận đối đầu vừa rồi trước Việt Nam. Trong đó,